Get a half a mil for my beats, you get a couple. Và cảm ơn quý vị đang theo dõi video này của Bà Chơi Alex. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì quý vị có thể nhận thấy được đây là không gian ngoài trời phải không ạ? Hiện tại thì đội ngũ kỹ thuật viên của Bà Chơi Alex cùng với Nhật Trường đang đi lắp đặt một đơn hàng, một bộ dàn Light Array. Và đặc biệt bộ dàn này là bộ dàn của ACT Pro. Mà trong những cái số trước thì Nhật Trường cùng với lại rất nhiều kỹ thuật viên của Bà Chơi Alex đã trực tiếp test thử tại kho của Bà Châu rồi đúng không ạ? Có lẽ là nếu quý vị chưa xem những cái buổi livestream hoặc những cái buổi mà chúng tôi test thử chất lượng âm thanh đó thì cũng có thể vào trang của Bảo Châu để chúng ta sẽ cùng xem lại nhé. Thì đây chính là dàn Light Array ACT Pro 01. Quý vị cũng có thể cập nhật và xem ở trên thông tin trên website của Bảo Châu Alex. Ok, thì bộ dàn ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái tủ thiết bị này. Đây là tủ thiết bị 12U. Đấy, tủ thiết bị 12U. Đi kèm với nó chúng ta sẽ có hai con đẩy nhá. Phía dưới chúng ta sẽ có con đẩy hai kênh này của ACT này. Đẩy này thì mỗi một kênh nếu như chơi chỉ khoảng 8 ohm thì nó sẽ là 2.200, còn 4 ohm sẽ là 3.500 và 2 ohm sẽ là 4.800. Đấy, thì bên trên sẽ một có con đẩy 4 kênh nữa. Con này cũng là của ACT thì đẩy này mỗi kênh nó sẽ cho ra mức công suất sẽ là 1.300W phải không ạ? Khá lớn, và nếu như chơi chế độ 4 ohm thì nó sẽ là 2.000. Đúng ạ. Toàn những thiết bị khủng ngày hôm nay thôi. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ phải cân tải với một dàn Light Array cực kỳ lớn về mặt công suất. Lát nữa thì Nhật Trường sẽ giới thiệu tới quý vị. Cho nên chúng ta sẽ cần phải những cái con đẩy nó đủ khỏe như này, đủ căng đúng không ạ? Bên trên chúng ta sẽ có một con crossover này. Con này dùng để chia quay, giúp cho chúng ta có được cái những cái giải âm bass mid-chép đúng không ạ? Nó sẽ nghe, nó sẽ căng và tròn trịa hơn rất là nhiều. Hay. Đây thì sẽ là một bộ mic BCE VIP 3000. Dòng này thì nó là gần như cao cấp gần nhất rồi của thương hiệu BCE rồi phải không ạ? Ok, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiến sâu vào trong này để xem có thêm những thông tin gì. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang hai cái mixer đi, mixer Yamaha có mã là MG12 đúng không ạ? Hoặc là con MG10 thì xem khách hàng chốt con nào thì chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt con đó quý vị nhá. Ok, còn đây chính là cái tâm điểm của ngày hôm nay này. Một bộ dàn ngày hôm nay nếu như quý vị cần cho một không gian sự kiện. Khi quý vị cần sự kiện thì cần những cái gì ạ? Chúng ta cần ồn ào, cần náo nhiệt, cần căng, cần khỏe đúng không ạ? Thế thì bộ dàn Light Array ngày hôm nay nó sẽ thể hiện được cái điều đó về mặt âm thanh. Đầu tiên chúng ta sẽ phải kể đến đó chính là một con súp. Con súp này nó là súp kép bass 50 nhá, đúng không ạ? Bass 50 thì phù hợp với đánh không gian ngoài trời rồi, đặc biệt là chúng ta chơi sự kiện thì những cái ông không gian ở ngoài trời nó khá là loãng, nó khá là lớn. Chính vì vậy mà những cái củ bass khỏe như này nó sẽ giúp được chúng ta có được những cái âm bass nó đầy đặn hơn, đúng không ạ? Ok. Bên trên chúng ta sẽ có loa Array này. Đấy, loa Array thì được cái là những cái dòng loa Array như thế này nó sẽ giúp quý vị có thể mở được cái góc phủ nhờ những cái phần chốt khóa đằng sau này. Đấy, thì điều đó nó sẽ hữu hiệu hơn cho quý vị khi mà chúng ta tổ chức sự kiện ở ngoài trời phải không ạ? Nếu như tổ chức không gian sự kiện ở ngoài mà sử dụng những cái dòng loa karaoke của gia đình bình thường thì nó, quý vị biết rồi, cái sóng âm của những cái dòng loa karaoke gia đình nó thì nó thường khá là ngắn, nó đi chỉ được một đoạn thôi. Đâu đó nó khoảng tầm độ 20 cho 30 mét đổ lại thì chúng ta nghe được rất rõ âm thanh. Nhưng mà xa hơn một chút thì chúng ta nghe sẽ bị đuối đúng không ạ? Thế thì những cái dòng loa Array như này nó lại phát huy được điều đó. Bởi vì cái khả năng phóng âm của những dàn Array nó sẽ cực kỳ là xa. Đặc biệt là cái âm thanh của những dàn Array khi quý vị nghe ở cái khoảng cách xa nó sẽ cực kỳ là hay, cực kỳ là cuốn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không bị đuối. Đấy, nó không bị đuối về mặt âm. I get those goosebumps every time. Còn
nếu như quý vị sử dụng những dòng loa karaoke gia đình bình thường thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghe bị hụt âm, nghe điều đó nó sẽ không có được căng, không có được thích. Đó cũng là lý do mà tại sao ở các cái sự kiện dành cho kiểu đám cưới hoặc là sân khấu hội trường chúng ta lại nhận thấy là người ta hay sử dụng dàn AOI chứ đâu có sử dụng loa kiểu như là karaoke gia đình phải không ạ? Chỉ có những hội trường bé, ví dụ như những hội trường công ty, phòng họp thì chúng ta sử dụng dòng loa đó được. Đấy, bên này thì cũng là một combo nữa quý vị nhá. Tiếp tục chúng ta cũng có một cái con súp kép bát 50 này. Bên trên chúng ta sẽ có loa AOI, thì mỗi con loa này nó sẽ sở hữu hai củ loa bát 25cm. Đấy, kết hợp với một củ loa chép, đúng không ạ? Nhờ những góc phủ âm như thế này cho nên là chúng ta nghe nó sẽ cực kỳ đã. Chúng ta có hai combo giống như nhau quý vị nhé. Cho nên là Nhật Trường sẽ nói luôn công suất của bên này. Thì mỗi một loa array như thế này chúng ta sẽ có công suất trung bình là 700W, còn lên tới max sẽ là 2800 phải không ạ? Ở phía dưới chúng ta sẽ có súp kép này thì công suất trung bình RMS nó sẽ là 1600 quý vị nhé. Và lên tới peak nó sẽ là 6400, đúng không ạ? Cực kỳ lớn. Đó, điều đó để chúng ta có thể áp dụng được cho cái không gian sự kiện ngoài trời. Còn ở đây chúng ta sẽ có cái phần tủ này. Đấy, cái phần tủ này để bảo vệ luôn. Khi mà chúng ta vận chuyển nó sẽ bằng bánh xe luôn, đúng không ạ? Rất là dễ dàng di chuyển cũng như là bảo vệ tốt hơn. Rồi ở đây chúng tôi sử dụng cái dây ấy nhá. Dây này là dây Summer. Đây, Summer Made in này. Đây quý vị nhìn này. Made in Germany, có nghĩa là Đức, đúng không ạ? Sản xuất tại Đức. Thì dây này nó là dây 6. Đấy, 6 dây bên trong nhân với lại 1,5, đúng không ạ? Thì đây quý vị có thể nhìn thấy này. Đấy, anh camera lại gần đây này. Đây quý vị có thể nhìn thấy trong một cái lõi dây to như này chúng ta sẽ có cái 6 cái dây này, đúng không ạ? Thì mỗi dây này đó là dây 1,5, thì chúng ta dùng để đấu luôn cho hai tay AOI cũng như là loa súp, rất là tiện lợi. Và đặc biệt những cái dây tín hiệu như này nó sẽ đảm bảo về mặt âm thanh quý vị nhé. Chúng ta không nên sử dụng những cái dòng dây điện thông thường ở nhà để chúng ta sử dụng cho tín hiệu âm thanh phải không ạ? Kiểu gì kiểu nó sẽ bị nhiễu, do đó chất lượng âm thanh nó sẽ không thể hay được. Dạ vâng thưa quý vị, và cuối cùng chúng ta sẽ lựa chọn cái mẫu mixer đây. Bản mixer đó là Yamaha MG12XU, đúng không ạ? Đấy thì về nguyên lý hoạt động thì quý vị cũng đã biết rồi. Toàn bộ tín hiệu từ nhạc cho đến mic chúng ta sẽ tổng hợp ở trên bộ trộn của Yamaha này. Sau đó chúng ta sẽ chuyển xuống cái phần crossover, đúng không ạ? Từ crossover thì chúng ta sẽ chia ra. Đấy, chia xuống, ví dụ chẳng hạn quý vị chơi loa full dành cho cục đẩy nào thì quý vị chuyển tín hiệu từ đó xuống cái đẩy đó. Còn lại súp chúng ta cũng như vậy, cũng chuyển xuống cái đẩy mà chúng ta cần để đánh, đúng không ạ? Như vậy là về cơ bản nó sẽ hoạt động như vậy thôi. Còn bên trên chúng ta sẽ có cái quản lý nguồn M8 này để giúp chúng ta bật tắt thiết bị nó dễ dàng tiện lợi hơn và đảm bảo an toàn. Đặc biệt là như quản lý nguồn M8 như này sẽ rất là cần, thực sự là cần đối với quý vị nếu như dành cho mục đích gọi là đi sự kiện, đúng không ạ? Thì nó sẽ đỡ tốn cái thời gian quý vị bật tắt hơn. Người đi
2 và 4 tháng 6. Quý vị được lắng nghe quý vị thưởng thức ca khúc được mang tên Hai Quê. Tiếp tục chương trình, xin chào mừng quý vị chúng ta cùng lắng nghe thưởng thức ca khúc này. Và công đoạn khó khăn nhất đó chính là căn chỉnh âm thanh, đúng không ạ? Thì vừa rồi thì các kỹ thuật viên của Bảo Châu Lách đã lắp đặt xong rồi. Nếu như quý vị quan tâm và đang muốn có nhu cầu muốn mua cho mình những cái bộ dàn để chuyên đánh sự kiện như này, quý vị có thể tham khảo ngay cái cấu hình ngày hôm nay quý vị nhé. Thì cấu hình ngày hôm nay nó sẽ rơi vào khoảng hơn 100 triệu đâu đó, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 127 triệu. Một cái cấu hình cũng rất là vừa miếng vừa phải, phải không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể rất là dễ dàng để có thể mua được. Và nếu như quý vị yêu thích thì có thể liên hệ với Bảo Châu Lách qua ba cách rồi. Cái thứ nhất, quý vị có thể nhấc máy lên gọi điện qua số hotline tổng đài của Bảo Châu Lách là 1900 0255. Cách thứ hai, quý vị có thể truy cập vào đường link trang web là bảochaulech.com, chúng ta tìm mã sản phẩm và đặt mua trên đó thôi, đúng không ạ? Cách cuối cùng, quý vị cứ đến trực tiếp tại hệ thống 13 showroom trên toàn quốc, đặc biệt là những cái bộ dàn Lioroy như này. Quý vị nếu như muốn test thử chất lượng âm thanh của nó ngay tại vị trí kho, đúng không ạ, của Bảo Châu Lách, giống như vị khách của chúng ta ngày hôm nay, thì có thể liên hệ đặt lịch trước quý vị nhé, để chúng ta sẽ đến trực tiếp tại kho test thử chất lượng âm thanh trước khi ra quyết định, phải không ạ? Ok, nếu như quý vị có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến kỹ thuật, có thể gọi điện qua số hotline của kỹ thuật, đó chính là 0868 500 255 quý vị nhé. Ok, thời lượng bây giờ của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Xin chào.